con người mình đối với cái danh lợi ở trong cuộc đời này nó là phù du mà. Thật sự mà nói, người ta thương mà người ta ghét, người ta đến mà người ta đi, đó là chuyện bình thường thôi. Nó không có gì mà quá quan trọng đâu. Cái quan trọng của chúng ta là gặp nhau ở cuộc đời này, mỗi lần gặp nhau á đều nói về cái chuyện giải thoát để mà hướng nhau mới hay. Quý vị thấy rằng là Nhân Đức từng nói câu nói là chúng ta từ hôm nay học Phật chúng ta không có khổ nữa. Dù ngồi ở đây chúng ta có bị bỏ rơ cỡ nào chúng ta cũng đừng nên khổ. Chúng ta bị bỏ rơ, mình khổ người ta cũng bỏ rơ mình à. Mình dạy gì đi khổ rồi còn bị bỏ rơ. Thí dụ bây giờ mình mắc cái quần, mình bực bội thì cũng mắc cái quần. Nếu như chúng ta mắc cái quần mà chúng ta bực bội mà nó đem quần nó trả mình, thì mình bực bội để nó đem quần nó trả. Người ta giật của mình thì nó giật rồi, bực bội chữ nó thì cũng mắc rồi, đi kiện cáo thì cũng mắc rồi, có khi còn tốn tiền thêm mà không lấy lại được nữa. Học Phật là học cái gì? Học tinh sâu nhân quả. Khi hiểu nguyên lý này rồi á, đừng có mắc cả chì lắng chài. Nó mắc cái nào thì nó mắc một thứ thôi, còn cái nào mình tồn động giữ được thì giữ đi, chứ đừng có nên bị mắc hết. Đó, nên quý vị nhớ là sống trong cuộc đời này, vợ bỏ mình hay chồng bỏ mình, đừng có khổ. Giải gì khổ? Mình đâu có kêu họ bỏ mình, mà tại họ muốn bỏ mình mà. Họ muốn bỏ mình thì họ cứ bỏ đi, mình phải sống thôi. Mỗi ngày mình ăn thêm chén cơm nữa. Thí dụ như chồng chưa bỏ thì ăn 2 chén, nhưng chồng bỏ ăn thêm chén nữa là 3 chén. Hỏi vì sao mà chồng bỏ mà ăn thêm chén cơm nữa? Nói là có chồng thì làm việc ít, nên ăn 2 chén cũng vừa sức làm việc. Nhưng mà chồng đi rồi thì làm việc nhiều một chút nữa, từ nơi đó mà ăn thêm chén cơm nữa để đủ sức lo việc cho nhà đình. Hiểu chưa? Rất là tự tại, đặc biệt ghê. Nên bản thân chúng ta mà nhận thức được như vậy thì quý vị làm sao khổ. Duyên đến duyên đi, duyên nợ, có duyên có nợ thì đến với nhau, hết duyên hết nợ thì xa nhau. Nên quý vị thấy có những cặp vợ chồng có duyên mà không nợ thì nó gặp nhau mà không đến được với nhau. Quý vị ngồi trong đây cũng có những mối tình quý vị đã từng quen, thương yêu lâm ly bi đát lắm, giỡn đâu, trời, lấy nước mắt đồ tưới thẩm vào tình yêu đó dữ lắm, đúng không? Rồi có khi mà vài ngày không gặp nhau thì cũng như là 1 năm không gặp. Nó gặp nhau rồi quấn quýt quýu vô cùng. Ngay mà chuyển cái gì mà cười dữ. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó nó có duyên vậy thôi, nhưng mà nó không có nợ. Thì nó không có nợ thì nó không có đến nhau là vợ chồng. Nhưng mà có những người ở xa xôi không có từng quen nhau gì, tự nhiên vừa đến nhau cái nó ghép thành vợ thành chồng. Là cái duyên và cái nợ này nó quá dày, nên vừa gặp cái duyên là nó sanh nợ liền, là tức khắc nó ghép vào. Và nó gần nhau rồi nó mới nuôi cái tình cảm đó. Nó không yêu nhau mà nó lại đến với nhau và nó tìm hiểu và nó yêu nhau từ từ. Nó nuôi cái tình cảm đó. Thấy không? Nhưng mà đến khi mà hết duyên và hết nợ thì tự nhiên mình nhìn mặt đó mình chán chường vô cùng. Nó khi hết duyên hết nợ là mình chán chường gương mặt đó lắm. Nhưng mình bây giờ học Phật rồi, mình đừng có ghét. Có khi mà nó hết duyên hết nợ nó sanh ra thù. Mặc khi sanh thù là còn nợ còn duyên. Còn nếu không còn duyên không còn nợ là không có cái quán thù gì hết. Gặp nhau ngoài đường nhìn nhau như kẻ xa lạ, đó là duyên nợ không còn. Nhưng nếu duyên nợ mà còn, mà có hận nằm bên trong, thì tức khắc gặp nhau. Ví dụ mình đang cười với ai đi, mình đang cười với cô nào đi, nói chuyện, cái tự nhiên một cái người đã từng thương yêu mình đi ngang qua, tự nhiên vừa đi ngang cái mình tao làm tao gặp cái là tao thấy máu tao nổi lên liền. Mà ngộ cái người mình ghét với người mình thương á, quý vị học Phật quý vị để ý đi, nó cùng có tần số.
Quý vị mà thương ai đó, họ ngồi tuốt tuốt ở ngoài cổng chùa. Vì mà bị ngồi trong đây mà bị nhìn sao mà nhìn ra cổng chùa bị thấy họ ngoài á. Còn quý vị ghét cái người đó vì cũng nhìn ra cổng chùa thấy họ nè, quý vị tìm cái người ghét. Ngồi coi bữa nay coi có cái đứa mà tao ghét đó không? Coi cái đứa đó còn có cái đứa mà tao ghét không? Bắt đầu ngồi cái cứ ghét mà cứ để ý nha, dùng cái thứ gì nó ngồi. Ngồi thấy mà ghét. Ăn của nó ăn thì chỗ là chỗ nó ăn ăn như hạm như chỗ trời. Nó ghét, ghét là nó vậy đó. Còn thương, thương thì sao? Cứ ngồi đâu cứ nhìn người mình thương. Cứ là gọi đầu lạng qua lách lại. Cứ vậy đó. Còn người ghét thì tự nhiên cũng lạng qua lách lại mà sao? Vậy đó, bực mình, thấy không? Để ý đi phải không? Đó, cái tần số của thương và ghét nó dễ nhìn lắm. Nó rất dễ nhìn. Nên nó dùng cái tần số từ bi trong nhà Phật mà giải đi tần số thương và ghét đấy ra. Giải. Giải rồi là tự nhiên tâm nó an lạc vô cùng. Nên quý vị nhớ rằng là Phật pháp là giải quyết vấn đề khổ đau mà. Nói nãy giờ là giải quyết vấn đề khổ đau đó phải không? Nên nói học Phật là từ hôm nay đừng khổ nữa, đúng rồi. Bây giờ chồng bỏ hay vợ bỏ hay con bắt hiếu cũng không khổ. Vì vai trò mình đã làm hết mình rồi còn gì nữa khổ. Làm vợ cũng làm hết mình rồi, đẻ 4-5 đứa con cho còn gì nữa. Rồi còn gì nữa, bây giờ bỏ rồi khổ gì nữa. Gặp nhau cái, tôi lại ông. Tôi hết lòng rồi đó. Ông tha thứ cho tôi, cảm ơn ông nghe chưa. Nói gì nó vui lắm nghe. Mà nói vậy tâm mình nó xả chân, mình vui lắm, thoải mái lắm. Nó, thôi bây giờ dù không còn ở bên nhau nữa mà thôi ông đừng có lôi kéo tôi nữa, ông đừng có gì, nói lời này lời kia muốn trở lại nhau gì nữa. Thôi tôi lại ông, tôi lại ông. Tha thứ cho tôi nhờ. Ông thấy từ khi tôi ra ông tới giờ ông thấy tôi đẹp chưa? Tôi rảnh bao nhiêu sự việc mà tôi còn thoải mái. Tôi vừa làm vai trò của đàn ông, đàn bà tôi làm được hết. Khi có ông thì tôi chỉ làm vai trò của đàn bà không à. Bây giờ nhờ tôi học Phật mà tôi có cơ hội được làm đàn ông luôn. Thì thấy không? Học Pháp được giải quyết được vấn đề hết trơn. Còn vợ chồng được sống bên nhau thì tự nhiên mỗi vai trò tự làm. Chứ ai kêu quý vị muốn làm vai trò đàn ông, đàn bà luôn mình đâu. Nhưng mà lỡ mình gặp trường hợp đó thì mình phải làm vai trò vậy thôi. Mình nói theo cái góc độ đó để mình vui. Còn người có vợ có chồng thì mỗi người có góc độ để cố gắng mà làm, để xây dựng một gia đình cho tốt. Nên quý vị thấy Phật Pháp điểm nào cũng là hay hết chứ. Thật sự mà nói đến cái cuộc đời này như cái gì cũng đặc biệt hết chứ. Có khi chúng ta bệnh te tu cũng tốt. Tại vì sao? Có những lúc bệnh te tu nó lại lắng động tâm lại, sẽ giúp cho mình dừng lại. Có khi con người mình quá vẻ, mình lao theo trần cảnh này mình không biết nghĩ đâu. Nhưng mà khi bệnh đau cái nó dừng lại. Giống như Hòa Thượng mình, mỗi lần ngày bệnh là ngày lo niệm Phật dữ lắm, ngày cầu sanh cực lạc. Nhưng mà ngày khỏe rồi, ngày ra công trình suốt, ngày không chịu niệm Phật nữa. Ngộ vậy đó, nói vậy thấy chưa. Nên bệnh đau cũng là điểm hay để cho chúng ta lắng động tâm lại để suy nghĩ. Nên mỗi lần mà bệnh đau á, mình nằm mình bệnh mình suy nghĩ. Vì hổm khỏe ghê, không chịu gán tu đâu. Bữa nay bệnh đau rồi muốn tu cũng không được. Bởi vì bụng làm dạ chịu, trách hờn ai con. Nó lắng động tâm lại nói với mình á. Thấy không? Đó. Nên quý vị biết rằng đó, gần Tết gì mà nhà Đức khuyên quý Phật tử duy trì được thời khóa tu ổn định. Duy trì cái thời khóa tu ổn định, đừng có bỏ. Vì nó tích tụ nguồn năng lượng rồi, mình không kiếm tiền nhiều được nhưng mà mình vui bình thường à. Những Đức nói vị nghe quý vị, khi có phước rồi duyên nó đến với quý vị à. Tự làm ăn có tiền thêm à. Bây giờ quý vị không có nghĩ ra đâu, tự nhiên người ta đem người ta đưa quý vị luôn á. Trời ơi 100% luôn, đừng nói chuyện dẫn chơ. Nếu mà con người mà đi suy nghĩ và đi chiếm đoạt và dùng cách này cách kia để được làm giàu,
Thì Đức Khổng Lão Phu Tử và Đức Thích Ca Mâu Ni đi bái vị làm thầy. Nói một câu gì cho vị nghe đó. Vì Ngài Khổng Lão Phu Tử và Đức Thích Ca Mâu Ni nói vị nhân quả, gieo nhân gặt quả. Còn bây giờ quý vị thì vượt qua chính mình, là tu giỏi là tu giàu, vị Đức Thích Ca Mâu Ni bái vị làm thầy, đúng rồi. Còn gì nữa? Quý vị biết rằng con người là trong mạng do có phước mà giàu. Trong mạng mà có phước rồi làm chơi cũng có thiệt nè. Trong mạng mà nó có phước rồi tự nhiên người ta đem lại, người ta đưa tới chỗ cho mình luôn á. Người ta kêu lại, người ta cho mình. Còn trong mạng mà không có phước rồi đi tìm cũng có nữa. Mà thấy trước mặt có mà làm được. Cái chuyện tu phước tu duyên là việc cực kỳ quan trọng cho con người ta. Nếu muốn thành đạt trong cuộc đời này là tu phước tu duyên là điểm chính nhất để thành đạt. Nên con cháu mà mình để lại cho tài sản con cháu, quan trọng nhất là cái gì? Phước đức á. Dạy nó phước đức á, nó mới thành đạt vì sao. Nhớ cái này là cái quan trọng 100%. Chính những đức đã thí nghiệm rồi cuộc đời mình nè. Ngày xưa chưa học Phật nhưng thí nghiệm rồi nè. Dùng mọi cách luôn để mong làm giàu, mà có giàu đâu. Không có cái gì chứ á. Mua chiếc xe Honda mà cứ là mượn nợ. Chạy chiếc xe bể bánh rồi mà nợ vẫn còn. Thê thảm chưa? Nó. Còn bây giờ chùa chiền quý vị coi đông người gì nè. Vậy mà thiếu cái gì là mua nấy à. Thiếu xe là mua xe. Quý vị coi là mua, thiếu là mua liền. Còn bắt tivi cho các cụ coi á. Quý vị coi như hôm qua, hôm kia chứ. Buổi sáng những Đức nói lên cái con ta cúng được 5 cái tivi 65 inch. Qua Đại Tùng Lâm những Đức nói phát nên ta cúng thêm 5 cái nữa là 10 cái. Thì coi á. Giờ mình ở nhà mình muốn mua cái tivi vậy là mình phải đắn đo, mình phải tính toán. Còn giờ trong chùa những Đức nói có một câu nói thôi, người ta cúng bắt ở dưới kia 3 cái. Ở bên Đại Tùng Lâm bắt thêm 4 cái. Nhà ăn bắt thêm 2 cái để Tết nhất năm nay á, sinh hoạt chúng rồi cho các cụ điểm nào cũng coi được. Đó, những Đức bắt ở nhà ăn mình thêm 3 cái nữa đó. Nó để cho quý vị coi từng khoảng vị trí bị coi được. Rồi tuốt trong nhà ăn trong bắt một cái nữa để cho người ta ngồi trong ta được coi. Chứ bây giờ ở ngoài được ngồi coi rồi mà trong không coi được cái gì, nên bắt thêm cái trong nữa, thấy chưa? Quý vị thấy rõ ràng vì người ta, trong khi những Đức nói lên vậy mà bắt tivi những Đức có coi được đâu. Vì nhìn cái vị trí tivi và vị trí những Đức ngồi, những Đức có coi được tivi nào đâu. Cuối cùng mình là kẻ trơ trọi. Rõ ràng không? Nghĩa là tivi nó bắt còn là bắt quay gì không à. Quay gì mà những Đức ngồi vậy, vị coi sao coi. Thì nhìn cái đích tivi. Rõ ràng chưa? Nó nên mỗi lần mà sinh hoạt cái gì cứ ngồi, bánh thì cũng không ăn. Tại bánh ngọt ăn vô thì cổ nó ngọt ngọt, nó ngứa, nó ho. Nước đá thì cũng không uống, uống thì nó cũng gắt cổ. Nước ngọt uống vô thì nó cũng đau cổ. Rồi cuối cùng á, là ngồi làm gì? Uống nước lạnh. Thấy không? Đó mà bánh thì đi kiếm bánh mua cho cụ ăn. Nước ngọt thì mua cho cụ uống, đồ ăn mua cho cụ dùng, mua cho đại chúng coi. Nhưng riêng bản thân mình thì ngồi bình thường. Hột dưa cắn cũng sợ bị ngứa cổ ho. Cứ là mong mình nói chuyện được thôi. Còn ngoài ra là không có quan niệm gì ăn uống, chỉ mong mình nói chuyện được là được rồi. Nên không có còn cái quan niệm gì ăn uống đó nữa. Thì vị biết rằng là niệm niệm nghĩ với người ta, nên cái niệm đó là nó cảm ứng liền. Còn mình ngày xưa ngày như Đức ngoài đời là niệm niệm gì mình nên nó đâu có cảm ứng đâu. Niệm gì mình không cảm ứng được gì chứ ha. Khi niệm gì người ta thì mới có cảm ứng. Đó, thấy rõ ràng chưa? Thì tất cả những cái cảm ứng đó cho đại chúng như Đức có được gì đâu. Có bị mua 20 cái tivi đi chăng nữa như Đức cũng có coi cái nào đâu. Cho chúng coi không á. Thấy chưa? Nên từ nơi đó thì thấy rất rõ ràng như ngày 16 tháng 12 âm lịch là ngày chương trình khiếm thị nè. Nó bắt đầu tổ chức chương trình khiếm thị, mà kỳ này chương trình khiếm thị có lập trình lại đó nghe. Là tất cả người khiếm thị phải có thẻ hội viên á. Đeo thẻ hội viên hết. Người nào đeo thẻ hội viên là vô đây ngồi hết, khiếm thị khiếm tật đều có thẻ hội viên hết. Vô đây ngồi là một vị trí khiếm thị là được tặng tiền. Còn những người không có thẻ hội viên là họ ngồi bên ngoài để dự thính nghe pháp. Vậy thôi. Còn ngoài ra thẻ hội viên là vô đây hết. Để chương trình khiếm thị chúng ta duy trì cho người nghèo, người khổ lâu dài.
Quý vị biết nội mà cái chương trình khiếm thị mà lên 5.000 người là chúng ta sắp sửa bức à. 5.000 người sắp sửa bức. Phật tử ai cũng là đeo theo những đức hết nổi luôn. Cho tiền thì cuối cùng thành còn có 2-3 ngàn. Rải bớt ra. Cuối cùng người nghèo quá nghèo lại không hưởng được sự khổ đau đó. Hiểu chưa? Nhưng mà đa dạng con người vô ào ào gì quá dễ. Bây giờ mình phải làm nó bài bản lại một chút, để cho những người khiếm thị thật sự họ có được điều kiện. Khi mình tổ chức có thể 1 tháng tổ chức 1 lần, có khả năng mình làm được. Còn bây giờ mà đông người kiểu đó, những đức muốn nghỉ làm luôn rồi. Chương trình khiếm thị đến cái mức mà bây giờ nó quá đông, gần 5.000 người phải nghỉ thì sao? Nó mỗi lần mà tổ chức là riêng bản thân những đức là tỷ mấy thì phải nghỉ, còn những đức lo nhiều thứ thì sao làm nổi. Nó nên chương trình khiếm thị bị kéo dài ra luôn. Bây giờ phải đưa lên cái cách là mỗi người khiếm thị phải có thẻ hội viên đàng hoàng. Bước vô là có thẻ đi vào chánh điện ngồi sắp vô vị trí đàng hoàng. Nó thì vậy thì nó rất là rõ ràng quý vị. Người ta muốn cho tiền cũng thấy nó đặc biệt. Biết rằng là cho thì đều có phước. Nhưng mà bây giờ nhiều người nó dựa vào như vậy thì mình làm không nổi thì bức đứt đường, thấy không? Nó nên phải suy nghĩ để sắp xếp. Nên lâu quá không tổ chức chương trình khiếm thị. Bây giờ cũng cuối năm rồi. Chương trình khiếm thị chúng ta tổ chức ngay ngày 16 tháng 12 âm lịch tuần tới này, ngay thứ bảy. Thì những vị đoàn khắp nơi nơi mình về mình dự, xong mình ở lên ngày Chủ nhật cộng tu luôn. Đó. Thì những đức sắp xếp vậy đó để cho quý vị tiện. Và thêm một cái nữa, mình có con cháu đồ, mình có điều kiện, gia đình có điều kiện. Quý vị nên cho tiền người khiếm thị để tu phước tu duyên cho con cháu của mình. Quý vị thấy tất cả những việc những đức nói toàn là cho người ta không, thấy chưa? Nó... Còn mình thì phải cố gắng thôi. Cố gắng mình làm, mình tổ chức chương trình mà. Những đứa không có chịu tổ chức chương trình, bởi vì đem tiền đưa những đứa hết đâu. Nó có một cái cô kia, cô gỡ cúng dường 200 triệu. Những đứa nói để 200 triệu thì mình phân ra cho người khiếm thị. Còn riêng bản thân những đứa là người, những đứa cho 200 ngàn. Là những đứa duy trì tại việc đó của mình làm. Mình đã tính rồi, còn cái việc của người ta cúng là mình phân ra cho người khiếm thị. Người ta nghèo, người ta khổ, người ta kiếm từng cắt, từng đồng. Mình thì lấy cái đó mình bỏ vô cái quỹ của mình trơn. Vậy thì nó có tội, không có tốt. Dù biết rằng tiền đó cũng lo tam bảo, nhưng cái gì ra cái nấy, mình làm cho nó đàng hoàng. Quý vị biết những đức tổ chức chương trình mà có khi cái 10.000 người mà xong cái chương trình á, trước đó cái quỹ có được mấy trăm triệu nuôi cái bà già. Vậy mà lễ xong rồi còn có 50 triệu. Này nói thật 100% luôn. Chứ không phải là đông mì ì gì mà những đức xong rồi cái quỹ những đức nó tăng tiền lên không có đâu. Mà còn đem cái quỹ nó đem đưa đi hết trơn. Thì quý vị biết nhờ vậy mà chùa mình mãi mãi đâu có thiếu đâu. Phước trong mạng dày quá. Làm thật lòng quá. Cái này là 100% chứ ngôi tam bảo làm thật lòng đó. Những đức chưa bao giờ có tâm dụng ý những đức đi kiếm tiền thêm đâu. Không có đâu. Những đức chỉ mong làm sao mà mấy cụ đầy đủ có được à. Những đức mong sao lo cho cụ đầy đủ có được. Bây giờ đại chúng đi vô chùa, họ cùng với những đức chung tay. Thì bây giờ có họ thì chúng ta mới ngồi để yên được quý vị. Dù cỡ nào chứ họ cũng nấu ăn ấy chứ. Họ cũng làm việc tất cả việc này việc kia chứ. Thì bây giờ vô đây không được giữ tiền, không xài điện thoại, không về nhà. Bây giờ chỉ có chỗ ngủ, chỗ ăn. Rồi có gì được mua cho họ ăn thôi. Chỉ có vậy thôi mà mình cũng không chịu lo đầy đủ nữa. Sao? Có không có được. Nên những đứa cố gắng, mình chỉ mong làm sao mình lo cho họ đầy đủ. Vậy là mãn nguyện rồi. Còn cái việc mà để mà dư tiền cắt giấu thì thôi khỏi đi. Tại vì sao? Mệt lắm, bận tâm lắm. Đó nên cuộc đời những đứa đi tu vậy đó mà lây quay cũng hơn 14 năm mà nó cũng sống. Mày vẫn là mày như thế nào? Có gì mà khó đâu Đức ơi. Chưa? Rõ ràng thấy không? Đó thì quý vị thấy. Chứ bây giờ nói mà đông quý vị, chùa mình cộng lên hết 1.000 mấy trăm người. Bây giờ nếu mà kêu những đức lo là những đức ăn ngon ngủ không yên. Như vậy mà đâu cũng vào đó hết trơn à. Nên Tết năm nay thí dụ như có những người mình muốn cúng dường bánh đồ này kia cho cụ ăn đó, thì phải báo cho ban tổ chức biết nha. Chứ không thôi những đức đi mua một đống bánh về mất công lắm.
Cúng thì phải nói rõ ràng để người ta mua bớt lại. Cúng bánh gì thì nói để người ta mua bánh khác. Hiểu chưa? Để người ta mua nó đụng, nó giống hệt nhau thì sao? Nó thì quý vị á, thì nhiều Phật tử thật sự mà nói họ cũng mua bánh chứ. Cúng dường thì những đức nói gì nó rõ ràng đúng rồi. Chứ những đức đâu có kêu quý vị ngồi mỗi người đây, mỗi gương mặt tôi nhớ mặt rồi đó, ai cũng phải mua bánh đem vô đây. Nói gì nó không đúng. Bây giờ tôi nói là nếu ai cúng thì báo giùm cho ban tổ chức biết. Gặp mấy cô Liên Bạch ở dưới ghi vô sổ là con cúng cho 50 ký bánh. Là bánh gì ghi ra. Là con đi mua con đem lại. Hiểu không? Để cho đây người ta mua bớt lại thì dùng tiền đó lo cái khác nữa. Đó, ý là như vậy đó. Còn nếu như mà im gu hết dân thì tôi cũng mới mua thôi. Chứ bây giờ quý vị nói, bây giờ quý vị năn nỉ với ai? Không lẽ bây giờ những đứa lợi, những đứa gặp mấy cô quen quen, những đứa nói cô tết nhất rồi, khổ quá trời khổ, cho vài chục ký bánh để cho mấy cụ ăn. Vì nó chờ ăn uống mà đi làm vậy cảm thấy nó kỳ cục, mà mấy cụ mà vậy cho mấy bà ăn cũng không vô. Tại bà quý thương những đức mà những đức làm vậy bà ăn không vô á. Hiểu chưa? Mấy bà nói một câu rằng thôi thầy ơi, có gì ăn nấy đi, đừng có làm vậy thầy kỳ dữ lắm. Nó nên không lẽ người ta đi gặp mình người ta nói vậy. Nên giờ người ta nêu lên vậy đó, nó rất là rõ ràng phải không? Chứ mình nói thôi thầy ơi, con thích cúng dường ba la mặt, mặt là bà tự mặc á. Còn cái chuyện mà cúng là cúng ai biết cũng được, mặc là do tự mình, mặc là tự mình, bí mật của mình là không khoe, là không cầu tiếng tâm là mặc đó. Chứ đâu phải là cái chuyện mặc là không ai biết. Trời ơi, không ai biết mà giấu đó để mà mình có phước, vậy là không có mặc. Mặc là khen chê được mắt biết, không biết vẫn bình thản là mặc đó. Được chưa? Rất rõ ràng thấy không? Phật pháp vị thấy nó rất là cỡ mở, Phật pháp rất là hay. Phật pháp cái thứ gì cũng giải quyết được hết trơn, không có cái gì mà không giải quyết được. Học Phật mà có việc không giải quyết được là tại mình, chứ không phải tại Phật pháp đâu. Phật pháp cái thứ gì cũng giải quyết được. Có cái cô kia lại nói thầy, chồng con nó quyết định nó chia tay con phải làm sao thầy? Những đức nói bà hỏi câu này những đức trả lời rất dễ mà bà chịu nghe không? Bà nói thầy trả lời là con nghe liền. Những đức nói thì chia tay. Cực kỳ dễ luôn mà bà cũng không biết nữa. Nói thật sự với thầy là con không bao giờ mong muốn thầy nói cái câu đó. Nói bà không mong muốn bà hỏi gì. Cái chuyện mà đáp lại tình nhau, cái chuyện đó là quá dễ rồi. Khi yêu nhau thì chúng ta nói tôi yêu nàng, nàng yêu tôi, thì hai người đến với nhau. Nhưng bây giờ người ta nói tôi không yêu nàng, thì chúng ta nói vậy thì nàng cũng khỏi yêu chàng, trả lại cho nhau thôi. Đúng không quý vị? Người ta đã không thương mình thương người ta làm gì? Nhưng mà bây giờ nó còn cái nợ nặng nên nó cứ lôi kéo hoài, thì thôi phải chịu thôi. Thôi cố gắng mà tu đi, từ từ để rồi thông hiểu cái tâm, rồi lúc đó tự buông xuống. Chứ trả lời thì rất là dễ, nhưng làm dễ hay không mới là quan trọng, đúng không? Bây giờ người ta quyết định người ta chia tay mà cứ khóc hoài. Rồi lại hỏi ông thầy, thầy ơi chồng con quyết định chia tay con phải làm sao? Những đức nói vậy tôi trả lời phải nghe nghe. Dạ thầy trả lời là con nghe liền. Thì cứ chia tay. Ngộ lắm, rất là nhiều người đem đồ đến đây để hỏi. Có cái chú đó cầm nguyên cái tờ giấy là vợ đã ghi cái đơn ly hôn rồi, nó ký luôn rồi mà ảnh không ký. Ảnh đem cái đơn lại anh hỏi Như Đức, bây giờ nó viết đơn đâu gì đó đàng hoàng hết rồi thầy, nội dung thầy coi giùm. Như Đức nó khỏi cần coi. Bây giờ cái lý do là quan trọng là giải quyết vấn đề. Bây giờ người ta đã ký rồi, theo chú thì sao? Ông nói bây giờ con xin hỏi thầy là con phải làm sao? Những đức nói ông mà ông chưa quyết định được sao? Nó chưa, vậy thì tôi quyết định giùm phải nghe nghe. Nói à thầy quyết định thầy chỉ con nghe. Thì ông ký đi. Ký quán là xong thôi. Giải quyết rồi đúng không? Quý vị thấy ai nghe như vậy cũng chấp nhận hết chứ. Tại vì cái xã hội hiện đại quá mà. Chúng ta học Phật nó cũng phải hiện đại một chút. Mà hiện đại này rất phù hợp logic nhân quả. Chắc chắn 100%. Tại vì sao? Vì đáp lại thôi chứ có gì đâu, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó ví dụ như có những thứ đến với nhau quá khổ đau à. Đã là không có nụ cười hết trơn thì thôi, đến với nhau làm chi cho nó khổ.
Nó trời ơi thầy, thầy phải viên người ta để người ta đến với nhau, người ta ở với nhau chứ sao mà không đến với nhau. Nói bây giờ tôi hỏi anh, anh với chị gặp nhau là chửi nhau, quýnh nhau không à? Mà là mấy chục năm khổ đau vậy à? Bây giờ tiếp nối thêm 20 năm nữa, chứ bây giờ chấm dứt hiện tại, anh chị chọn đi. Bây giờ nói đơn giản thôi, một người chúng độc 20 năm và hiện tại bây giờ có thuốc giải, giải độc liền. Vậy muốn giải không? Trời, muốn giải độc liền. Muốn giải liền. Cái môn chúng độc đó là cái môn ái nhiễm khổ đau. Còn bây giờ cắt cái sợi dây ái nhiễm này, giải quyết vấn đề của độc đó thì xong. Nhưng mà mình lại làng nhàng, mình không chịu cắt. Mình mỗi ngày đi qua đi lại sợi dây đó hoài mình không cắt, thì mình khổ tiếp tục thêm 10 năm, 20 năm nữa thôi. Hiểu không quý vị? Nên học Phật là giải quyết vấn đề khổ đau nghe. Đó, từ cái được, cái mắc, cái thương, cái ghét, cái đến và cái đi đều giải quyết được rất dễ dàng. Chúng ta không bao giờ hại ai hết. Chúng ta không bao giờ hại ai hết. Thì chúng ta cũng đừng nên đem tất cả cái khổ đau để vào tâm mình. Chúng ta đừng bao giờ nói câu rằng tôi làm cha làm mẹ tôi phải khổ vì con. Không có ai đi bắt buộc quý vị phải khổ vì con hết. Chúng ta đã đẻ khổ quá. Đẻ khổ không? Đẻ khổ lắm. Nhất là đẻ đứa con đầu khổ lắm. Khó đẻ lắm đúng không? Nhưng mà gán gặn. Lúc đó chưa gặp những đức gặn đủ cách mà không ra. Từ khi mà biết những đức tới giờ không biết cách gặn đúng không? Thiệt mà, có nhiều cô nói con cảm ơn thầy thí ghê. Trời ơi thầy dạy gì đâu mà sau này con đẻ hai đứa con nó dễ gì đâu, nó dễ. Hồi xưa con không biết cách thầy. Cứ la lối, cứ bực bội, cứ câu có mà nó không chịu ra. Sau này khi con nghe thầy giảng con hiểu. Khi con đau bụng đẻ, con niệm Phật, niệm Bồ Tát, con nhẹ nhàng. Con chưa gặn vậy mà nó cái toạt, nó trời ra. Nên từ khi mà con biết thầy là con thấy mọi mặt con đều được lợi ích rất là lớn. Từ gia đình cho tới cái chuyện đẻ chữa luôn. Nè, cả dưỡng thai đồ mà thầy dạy cách dưỡng thai mà không sát sanh nó cũng tốt. Sau này con sanh đứa con ra nó lợi ích hơn cái đứa con ngày xưa ghê. Đứa con ngày xưa thì ăn mặn nó hỗn ẩu. Mà đứa con ăn chay niệm Phật thì nó lại hiền hậu. Thấy chưa? Nó rất là rõ ràng nên quý vị biết cái Phật pháp giải quyết vấn đề khổ đau. Nó giải quyết hết luôn. Tại mình không chịu giải quyết. Quý vị coi như Tết, năm nay gần Tết mà bây giờ nhà không có tiền ăn Tết. Nó không có tiền ăn Tết. Nó khổ te tu luôn, tiền ăn Tết không có. Bây giờ ngồi đó buồn thiểu buồn thiêu. Thấy không? Buồn chi à? Phải chi buồn mà có người đem tiền đến thì cũng nên buồn khóc lên chứ có. Đem tiền đến đúng không? Bây giờ quý vị đến Phật, quý vị quỳ, quý vị khóc với Phật, quý vị lại xói đầu chăng nữa. Bây giờ cũng không rớt găng cắt. Nó không có là nó không có à. Nó, chứ đâu phải lại Phật mà cầu mà Phật kêu rớt xuống dài cắt đâu. Hiểu không? Nhưng mà cái giáo pháp của Phật á, chỉ mình. Chỉ mình là mình giải quyết được vấn đề cái chỗ đó. Bây giờ dù nó không có nhưng nó cũng có mà nó có ít. Mình chấp nhận cái ít đó để mình sống cái Tết này đi. Thì tức khắc nó cũng qua cái Tết. Tại sao chúng ta không lấy cái ngày thường để đắp vào cái Tết á? Ngày thường chúng ta sống thời gian rất là dài của một năm. Tết nó chỉ có 3 ngày thôi mà chúng ta lấy 3 ngày để làm khổ chúng ta làm chi vậy? Hiểu không? Thê thảm quá. Còn tính dễ nữa thì cực kỳ dễ luôn. Quý vị cũng có chút tiền xe chứ làm gì không có cách nào. Nhà Đức nói thiệt, nếu quý vị mà Tết quý vị không có tiền xe đi đến đây, nhà Đức cho tiền xe. Nói thiệt á, thì đến đây đi nhà Đức cho tiền xe nha. Thì giải quyết xong vấn đề của mấy ngày Tết rồi. Xong rồi đúng không? Vô đây mà lại tu phước tu duyên, biết đâu vô đây ăn Tết một tuần lễ năm sau nó còn có kết quả hơn. Tại nó nghe được một tuần lễ Phật pháp, nó cởi mở tâm tư, rồi nó tu phước tu duyên trong cái tuần đó đó, mà phước duyên nó có sự thay đổi về chuyển nghiệp.
coi chừng năm sau nó còn đặc biệt hơn nhiều, đặc biệt hơn nhiều. Còn bây giờ không có tiền ăn Tết, đi mượn nợ người ta ăn Tết thì qua Tết nó thê thảm dữ lắm. Thôi mua cái vé xe lên chùa Hộ Pháp đãi hết luôn, bánh trái, nước nồi, chỗ ngủ, phòng ốc VIP luôn, ngon. Hiểu chưa? Nó ba chùa bốn đậu vàng mà chú ở bao lát, chỗ ăn chỗ uống thì Đức sắp xếp sẵn hết rồi, bánh trái đồ mỗi đậu vàng Đức mua đầy đủ hết, hết chỉ cần báo một cái là có liền vậy, không nói vòng vo cho nghe. Đó thì quý vị cứ lên đây thôi, bao nhiêu cũng được, 2-3 ngàn gì cũng được, đâu có sao đâu. Mình lỡ làm mình làm tới luôn, đúng không? Đầu tư con người hay, những Đức nói đầu tư con người là thích nhất, nên những Đức không có chạy đâu, nói thiệt đó. Từ khi mà bây giờ chúng sanh không có phước, những Đức không còn cắt thì chịu, nhưng mà bản thân những Đức mà có tiền thì Đức làm tới bờ tới bến luôn. Những Đức nói thử quý vị vô đây 3 ngàn người mà trong dịp Tết này coi, quý vị ở thử một tuần lễ, những Đức mà lo không được á, những Đức đi về cực lạc liền. Mình lo không nổi, mình lo không nổi thì mình chạy, chạy về cực lạc. Còn có những người ta thề kỳ cục lắm, tôi con mà lo không nổi tôi chết liền tầm bậy, lo không nổi mình về cực lạc, cầu cứu bằng A Di Đà, hiểu không? Nó giờ nhà Đức nói quý vị chỉ cần 3 ngàn người vô đây trong 7 ngày Tết đi, vì coi nhà Đức xử lý cho vị coi. Dễ đâu, bình thường không có gì hết chứ, mà ngày nào cũng cười vui vẻ luôn. Nhà Đức nói quý vị về đây ăn Tết mà quý vị mà nếu mà không cười, nhà Đức thua vì cái gì cũng được. Hiểu chưa? Những Đức đó, nếu quý vị vô đây ăn Tết một tuần lễ mà quý vị sụt 1 ký, những Đức sẽ cắt 1 ký thịt chả quý vị liền. Còn quý vị mà lên 1 ký là quý vị cho những Đức cái gì? Dễ ghê. Nên từ đó không, người ta nuôi con người ta tự tin lắm đó quý vị, tự tin lắm đó nghe. Tôi lo cả đại chúng trong chùa đa phần ai cũng liền mập mạp, thịt thà bao la, mỡ dầu chảy tùm lum. Cho mà biết đó, đừng nói chuyện đùa. Tại vì sao? Mỗi ngày người ta nuôi niềm vui, rồi cuộc sống nó tự tại quá trong một tuần lễ. Thật sự buông xuống tất cả vạn duyên, không cần biết cái gì nữa, chứ trong vòng một tuần quý vị sẽ thấy an lạc. Trời ơi, cái sự an lạc đó, nó tuyệt vời gì đâu. Sáng nghe nói chuyện chút cũng vui, xong rồi hoàn cảnh của mấy ngày Tết mà hoa nở rộn ràng, chim hót líu lo, xe điện chạy vòng vòng, ngồi xe điện A Di Đà Phật, A Di. Trời ơi. Những Đức nói mấy cô ngoài đời không có cửa, mấy cô ngồi trên xe mà A Di không có đâu, mà vô đây là có cơ hội đó. Mấy cô vô đây là có cơ hội liền, mấy cô ngồi xe điện nghe A Di, mấy cô làm sao không được, mấy cô múa cũng được nè. Giống như mấy cô như là hằng nga tiên nữ rồi đó, mấy cô dạo bước theo xung quanh chùa, không ai nói mấy cô tiếng gì chứ, riêng chùa mình là tự tại lắm, thoải mái lắm. Nó rồi sinh hoạt mấy cô có quyền lên hát, rồi mấy cô được nhảy luôn, nó cho mấy cô chơi vui luôn á, thật á. Nên thật sự mà nói chùa mình là một cái điểm đặc biệt để mà con người ta có nụ cười nhiều. Tại vì sao? Tại sao cực lạc Tây Phương mà nhiều người muốn về? Tại vui mà về. Tại sao hộ pháp có nhiều người muốn đến? Vì vui mà đến, đúng không? Vui mà đến đó. Nên từ nơi đó niềm vui là cái việc cực kỳ quan trọng. Nên nhớ Phật pháp giải quyết vấn đề khổ đau, nên chúng ta học Phật từ hôm nay không khổ nữa, tuyệt đối không khổ nữa. Nhớ nghe, người nào mà khổ là ráng chịu. Khổ là gán mà chịu đó. Đó, nên á, nghe gì rồi thấy không? Thoải mái vô cùng, ai cũng vô cùng thoải mái hết. Thấy mặt tươi rói chưa? Thấy không? Không mà bữa nay ít người mát nha.
ít người nó thoáng hay sao hả? Thoáng gì đâu. Vậy mà bữa đông người thì mình nói đông người vui quá. Hiểu chưa? Nó nên để thấy thưa ha. Ngồi đau chân thẳng chân được ha. Chứ bây giờ hỏi mà thẳng chân đâu được đâu. Hiểu không? Đó hồi sáng thì Đức qua đây thì Đức kêu á, bớt ra một ô gửi gạch cái dừa ấy không? Nhắc dừa thấy không? Chánh điện nhìn đẹp thấy không? Nhưng nếu mà sắp như ngày chủ nhật thì túm húm nằm ở trong đây luôn. Nên cái tổ chức nó phải có người điều chỉnh. Nên mong Tam Bảo gia hộ cho quý vị nghe đạo biết tu, sống trong hoàn cảnh nào vui hoàn cảnh nấy. Bây giờ mình biết chùa chiền gặp ông thầy cũng chịu chơi gì. Không, không phải vì công nhận là những đức ông thầy chịu chơi thiệt, chứ không phải nhát không, chứ không phải kiểu mà tối ngày cứ là than thở. Vì có bao giờ thấy những đức than không? Không, mình là con phải ai với đạo không có than. Than chứ ai cho mình mà than. Bây giờ gặp nhau mà gặp nhau cái là ơi trời. Tôi mệt quá. Ơi trời, Tết nhất tới nơi rồi. Tiền bạc không có. Đố mà ai dám dịp Tết về đen Tết luôn. Tại vì sao? Vừa gặp ông thầy là gặp ổng là ổng ngồi vậy nè. Dạ con chào thầy Đức. Trời. Rồi kiểu đó thì vị nghĩ thê thảm không? Quá thê thảm. Thật sự mà nói khi nói chuyện một pháp mà muốn nghỉ quý vị mà nó không nghỉ được. Cái pháp vị nó kéo quý vị. Kéo quý vị. À. À, quý vị để ý mỗi lần chúng ta chia sẻ Phật pháp đều niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu không có Đức Phật đến thế gian này thì cái khổ của con người chúng ta không có lối thoát. Không có cái ánh sáng của Phật pháp thì con người chúng ta giống như kẻ mù mà càng đi thì càng lạc, càng lạc xa, hiểu chưa? Nhờ Phật pháp, nhờ nền giáo dục của Phật pháp, của Đức Thế Tôn mà chúng ta có nhiều người khi vấp phải những thời sự khổ đau chướng ngại trong cuộc đời mà nhờ giáo pháp của Đức Phật mà giải tỏa được. Điển hình như bản thân những đức, cha mẹ cho mình cái thân nhưng mà cha mẹ lại không dạy mình được cái việc giải thoát. Có được cái thân khi cha mẹ nuôi tới lớn, tới 29 tuổi gần nửa đời người, mà những đức luôn luôn lầm lạc, làm điều sai quấy, sống giống như không có ngày mai. Tuy sống nơi thành thị, nơi phồn hoa đô thị, nhưng lại không có ngày mai. Sống những ngày ăn nhậu bê tha rồi hư hỏng. Có được cái thân người mà sống vô nghĩa, vô nghĩa. Nhờ những đức gặp được Phật pháp, những đức mới thấy sống có ý nghĩa. Mười mấy năm nay trong đạo thấy sống những ngày tháng có ý nghĩa. Thêm nữa là lo được cho nhiều người già, người trẻ. Và nhiều vị Phật tử ở ngoài đời, quý vị cũng đi đến đây được học tập Phật pháp, mà nhiều người mình cũng được giải tỏa nhiều thứ buồn khổ trong cõi lòng. Đây là rõ ràng. Nhờ những đức học Phật pháp, mà nhờ giáo pháp của Phật Đà, mà mình mới có được ngày hôm nay gì. Nên ngày nay là ngày kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Đức Phật thì đã giác ngộ thành Phật, giải quyết vấn đề khổ đau. Mà ngày lễ kỷ niệm này là muốn nhắc chúng ta mình phải làm sao để đời này mình cũng được giải thoát. Nếu như mình chỉ có là mừng ngày Phật thành đạo
mà mình quên mình là chúng sanh đang đọa lạc khổ đau, đang chịu cảnh trong lục đạo luân hồi. Có khi mang thân người này chưa được bao lâu thì mất thân người là chúng ta đọa tam đồ ác đạo. Nếu như mà mình chỉ là tổ chức cái lễ mừng vui, chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ mà quên mất mình, Đức Phật không phải cầu những sự việc mà chúng ta tổ chức cái ngày Phật thành đạo của Ngài để nhảy múa hát ca hay làm chương trình này chương trình kia đâu. Mà cả đời Đức Thế Tôn là Ngài đem giáo pháp giải thoát để dạy chúng sanh, đây mà là chủ chính. Nên mỗi một cái lễ ở trong nhà Phật á, là cái nền giáo dục, chứ nó không phải chỉ có cái hình thức bình thường. Thí dụ như lễ Dĩ Di Đà, về cái nghi thức truyền đăng, nó cũng là một nền giáo dục vô cùng sâu sắc ở trong Phật pháp, là một nền giáo dục giải thoát. Như bản thân mình gặp được Phật pháp, mình có niềm an vui, mình đem ngọn đèn của Phật pháp này để mà gỡ đến từng tay người khác, đó là ý nghĩa của truyền đăng đó quý vị. Nhưng mà mình chỉ là tạo nghi thức như vậy rồi mình không nói rõ ràng, nên con người ta chỉ đến dự một chương trình nhưng về nhà thì gặp những sự khổ đau, người ta không giải quyết được vấn đề. Mà trong khi Phật pháp, nền giáo dục của Phật pháp, nó là một nền giáo dục để giải quyết vấn đề khổ đau cho nhân sinh. Mà mình học Phật thì không dùng Phật pháp để giải quyết được vấn đề khổ đau, mà có khi càng học Phật lại càng khổ đau, càng đi chùa lại càng khổ đau, càng đi chùa thì càng thấy phiền phức. Có khi ở nhà thì phiền phức chỉ có một cái nhà, mà đi đến chùa phiền phức thêm cái chùa. Ở nhà gánh có một cái nhà, mà vô chùa gánh thêm cái chùa, gánh thêm thầy chùa, gánh thêm chư ni, gánh thêm Phật tử, gánh tá lã âm binh. Vậy thì cái nền giáo dục như vậy đâu phải là giáo dục giải thoát đâu. Quý vị coi, có rất nhiều người đi chùa mà gánh nhiều thứ thêm không mà. Trong khi Phật pháp là dạy mình nhìn thấu buông xuống, mà mình á, càng nhìn thì càng nắm, càng nhìn thì càng chụp, chụp cho nhiều để trên vai đi không nổi. Làm trưởng đoàn á, thì dẫn người đi tu, muốn người ta an lạc mà mình lại phiền não, người ta không vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý cũng bực bội. Hoặc lâu lâu người ta nói sau lưng cũng tức. Vậy thì mình đi gánh thêm chứ không phải là mình đi giúp người. Mình giúp người là trước mình bản thân phải vui an lạc. Mình dẫn bao nhiêu người đi đó là tâm thiện, tâm tốt. Còn họ không vừa lòng, không vừa ý, mặc kệ họ. Còn mình tu hành, còn gia đình mình không tu hành, mình thì tu hành mà con cái mình không tu, nó hư mặc kệ nó. Chúng ta tu hành, chúng ta dẫn người đi tu, người hữu duyên chúng ta dẫn đi tu. Còn con cháu người thân mình không tu, chuyện của con cháu mình, miễn tôi dẫn mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú đi tu là được rồi. Còn cái chuyện người thân tôi cũng muốn dẫn, nhưng mà họ không đi, không đi kệ họ. Nên tôi dẫn quý vị đi tu thì quý vị mang ơn, chứ quý vị đừng có nhìn cái chuyện người thân tôi có tu không tu. Mỗi một người đều có duyên thì gặp Phật pháp, còn chưa có duyên thì không gặp được Phật pháp. Nên nền giáo dục của Phật pháp là sự cỡ mở quý vị, cỡ mở sự khổ đau, chứ không phải là nó hàn gắn thêm sự khổ đau đâu. Quý vị biết rằng là ngày xưa những đứa có một thời gian ở trên thành phố biết Phật pháp, những đứa đi đến chùa, những đứa biết Phật pháp tốt hay, nhưng những đứa đi đến chùa, những đứa thấy nhiều sự việc mà những đứa thấy cái hành động con người ta áp dụng Phật pháp không có hay chút nào, không có hay. Nói mà cái việc mà hồi xưa những đứa còn là một thanh niên mới đi chùa, những đứa chú ý đi đến chùa, những đứa thấy mình thì không có tiền đi đến chùa, đi làm đâu có tiền gì đâu, nhưng mà vừa đặt cái mông ngồi xuống định tụng kinh mà chờ một chút mới tụng thì có một bà đến bà quyên góp: em ơi, thầy chuẩn bị đi chỗ đó tự thiện, em phụ với thầy chút ít đi. Nói dạ em có tiền. Nói em có tiền chị cho em mượn, vậy bữa nào có tiền thì trả chị. Nghĩa là đưa mình vào cái thế là mình phải bỏ tiền ra để mà mình phải làm. Trong bụng mình nói, ủa sao ngộ vậy ta, cái này hơi lạ nha. Thấy làm cái này là mình thấy cái việc làm gánh nặng rồi đó. Học pháp là tùy duyên chứ sao mà làm cái chuyện phan duyên quá, đúng không? Nhìn ra được.
Rồi đi vào chùa thì thấy nhóm nhóm nhóm, có tiền thì chơi có tiền, hoặc là ông thầy thì Phật tử giàu chơi với ổng thì vô ổng tiếp trái cây bánh trái nước nổi. Còn cái người mà đến hỏi đạo ổng thì không có thứ gì ăn, hỏi đạo thì ổng phiền phức quá không có trả lời được. Nhưng mà người cúng dường tiền thì lại có cái bàn tiếp riêng. Mình vô mình thấy cái tình trạng này, mình thấy thấy Phật pháp hay mà thấy áp dụng không hay trong chùa đó ha, mấy mặt rồi đó. Rồi đi đến chùa xách giỏ đi liên luôn, đến chùa ở chùa còn nhiều hơn ở nhà, nhưng mà xách giỏ đi vòng mà mấy bà đó là không lên tụng kinh, không niệm Phật, không nghe pháp gì hết, toàn là đi làm cái chuyện quyên góp với coi trong coi ngoài chuyện trong chùa, nhưng mà phiền não sân si dữ lắm. Thì mình nói à, đây là áp dụng cũng không tốt nữa nè, không ngon nè. Nếu mà học Phật gì là tôi không học chắc chắn luôn, không học. Nó thì những đức nhìn những góc độ mặt trái đó quý vị. Thì lúc đó những đức muốn đi tu, những đức đến ba ngôi chùa tịnh độ, ba ngôi chùa lớn của nước Việt Nam chúng ta, tương đối lớn nhất, có tiếng tăm nhất. Cuối cùng những đức chọn ngôi chùa nhỏ nhất, đó là tịnh Thất Quan Âm. Khi những đức đi đến đó thì những đức thấy có tình người, cái quan trọng là tình người. Những đức đưa vô chùa tịnh Thất Quan Âm nghèo, chùa nhỏ, nhưng lại có tình cảm con người đến với con người. Thì lúc đó những đức quyết định ở đó, ở đó. Thì thời gian đi qua lay quay cũng 5 năm chờ được ở đó, rồi được gần gũi trong ngôi Tam Bảo, rồi nhìn nhận nhiều thứ trong chùa, rồi trở thành một con người có kinh nghiệm trong ngôi Tam Bảo. Qua 5 năm xong đi xuống dưới đây, mới đây mà Tết năm nay nữa cũng 9 năm 3 tháng thì được ở trong ngôi Tam Bảo, tính ra hơn 14 năm trong đạo. Gặp qua bao nhiêu sự việc thăng trầm thay đổi trong chùa. Trong chùa từng đợt người đi qua, từng đợt người tiếp nối, từng lượng Phật tử giàu đến, rồi từng lượng Phật tử giàu đi, rồi từng lượng Phật tử giàu đến. Tới từng đợt người, rồi sự thay đổi của quý thầy, sự thay đổi thầy với Phật tử đến cúng dường thời gian, cái phiền não bỏ đi, cái Phật tử giàu đến cúng dường thời gian, cái đi. Tiếp nói gì mà trong mười mấy năm chờ quý vị. Mà 5 năm những đức ở ngày xưa là chỗ học tập sâu sắc nhất, nhiều nhất. Còn 9 năm mấy ở đây thì cái lượng Phật tử chung chung, không có sự thay đổi như vậy. Vì sao? Vì những đức nhìn từ cái mặt trái của 5 năm học tập kia mà những đức lặp lại quý vị. Nên những đức có một quy tắc, đó là những đức không thăng với bất cứ một Phật tử nào đi đến chùa hết. Người Phật tử nào nhà đức cũng chơi chung và gặp nhau chào hỏi, tuyệt đối không thăng, không dính tiền bạc. Nhớ cái câu không dính tiền bạc, không mượn tiền Phật tử, không kêu gọi Phật tử tên nào là trực tiếp. Đó là quy tắc của những đức. Nên chùa chúng ta về cái lượng Phật tử thì cũng đông, nhưng mà để tác dụng phụ những đức phải đi với họ là không có. Vì những đức không có dính ai hết trơn á. Ai đến chùa mình cũng là mục tiêu để tu giải thoát, chứ không phải là cái sự việc chúng ta mỗi ngày gặp nhau ngồi nói chuyện, hoặc là những đức đi với quý vị. Thí dụ như Phật tử với Vũng Tàu rất là đông, những đức có khi đi xuống Vũng Tàu đó mà chưa bao giờ những đức đi xuống đó, những đức điện một Phật tử nào. Những đức có khi những đức cũng đi lên thành phố có công chuyện, nhưng mà chưa bao giờ những đức điện một Phật tử nào trên thành phố. Vì sao? Những đức nói có khi người ta cũng phiền phức, thôi khỏi đi, việc mình giải quyết được cái giải quyết. Từ nơi đó mà mười mấy năm những đức đi tu quý vị, không có tác dụng phụ đối với Phật tử. Và hiện tại thì chùa chúng ta chỉ có Phật A Di Đà là cái pháp tu mà chúng ta niệm A Di Đà Phật. Ngài là người hộ trì cho chúng ta mạnh nhất, là cái gốc chính. Còn tất cả Phật tử đều được nghe chia sẻ Phật pháp, mà quý vị phát tâm hộ trì Tam Bảo là hiện tại, người này người kia người nọ chút chút. Còn Phật A Di Đà là những đức nói vị đại hộ Phật. Nên cái đề học của những đức là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc.
là muốn thân cận A Di Đà Phật, muốn về quốc độ của Ngài. Đó là chỗ mà những đức nói Phật A Di Đà là đại hộ pháp. Như vậy thì chúng ta quy y ai? Quy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta niệm A Di Đà Phật, quy y Phật A Di Đà. Nếu như một người mà chưa từng quy y với bất cứ một người nào ở cái cuộc đời này, mà quý vị quỳ trước Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con quy y với Ngài, con nghe lời Ngài để niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị mà quy y như vậy thì quý vị sẽ không bao giờ có tác dụng phụ. Hôm qua những đứa gặp mấy vị Phật tử bên Mỹ, khi nói chuyện chung, họ nói với đức mấy câu rằng: con biết Phật pháp khoảng 17 năm thầy, tu lâu hơn thầy, nhưng xin thưa với thầy là con biết rất nhiều người giảng pháp, và con biết thầy chỉ nửa năm nay thôi, nhưng mà con để ý một điều thầy chia sẻ Phật pháp là có phương pháp tu. Gần 17 năm nay con nghe Phật pháp mà nguyên một mùa dịch là con chỉ biết hụt hẳn và chờ chết. Tuy con nghe quý thầy giảng rất là hay, cực kỳ hay luôn, người thầy mà con nghe thường xuyên giảng vui mà giảng hay vô cùng, đẹp hảo tướng, thầy không có nghĩa địa gì hết. Cái lai giảng mà người ta nghe đông lắm, đông dữ lắm, thầy người ta nghe họ 100 người, thầy người ta nghe có 1 người. Nhưng mà lạ thay, bao nhiêu năm chờ con nghe, khi con đụng mùa dịch thì con chớ vớ cái chứ. Mặt thầy thì thầy ở chỗ thầy, mặt con ở chỗ con, không giải quyết được vấn đề gì hết chứ. Nhưng mà con biết thầy trong nửa năm nay nghe thầy giảng thì con áp dụng cái phương pháp lễ Phật ở nhà và niệm Phật ở nhà, thì con mới thấy rằng thầy nói đúng, là học Phật là có một phương pháp áp dụng chính bản thân mình tu được. Thì nghe cái đề học này rất rõ ràng mà, nền giáo dục của Phật pháp giúp con người giải quyết vấn đề khổ đau, rõ ràng. Nếu nền giáo dục của Phật pháp mà không giúp con người giải quyết vấn đề khổ đau, vì Phật pháp này có gì đâu đặc biệt. Chúng ta khi chưa học Phật, phiền não như chúng một mũi tên, chúng ta lại ôm ấp và chúng thêm mũi tên, chúng ta lại đêm qua đêm tiếp tục chúng nhiều mũi tên, cuối cùng mình mãi chúng ta chúng tên tùm lum. Nền giáo dục của Phật pháp là gầy dựng cho chúng ta một nguồn năng lực khi chưa chúng tên. Khi chúng ta chúng mũi tên, chúng ta đầy đủ năng lực rút mũi tên này ra và không bị chúng thêm mũi tên thứ hai. Nền giáo dục của Phật pháp tuyệt vời như vậy. Những đức nói với vị 100%, những đức một ngày như vậy mà tên mà bu quanh những đức mà bắn đầy, nó bắn tứ tung lang tang, không phải bắn trước mặt không, mà bắn sau lưng, bắn ngang hông, bắn dưới đít. Tá lạ luôn. Vậy mà chỉ có một câu Phật hiệu mà đầy đủ nguồn năng lực để tránh được tên và rút tên ra mà không bị tác dụng phụ luôn. Kinh khủng không? Mà còn đủ năng lực ngồi chia sẻ Phật pháp với vị nghe nữa. Trong khi một ngày biết công việc những đức bao nhiêu công chuyện chưa? Nếu ghi ra một cuốn sổ mà ghi không hết đâu. Mỗi lần mà lễ là những đức sắp xếp trước cả từng lễ, một mình giải quyết bao nhiêu vấn đề. Mà những đức còn phải sắp từng cái giường ngủ cho các anh em huynh đệ luôn. Mua từng cái đơn, mua từng chiếc niệm, mua từng chiếc chiếu, sắp từng chỗ ở, mua từng cái ghế để ngồi ăn cơm. Đều phải giải quyết tất cả vấn đề mà vị những đức còn chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe mà có nền giáo dục luôn. Quý vị thấy những đức chia sẻ Phật pháp nó đâu có phải hoàn toàn dính vô cái chuyện tiền bạc không đâu. Thấy không? Nếu như những đức lo vậy thì phải tiền bạc nhiều gì, đầu óc như là tiền không à. Mà đầu óc là tiền không thì nói tiền không à. Quý vị thấy những đức giảng pháp cho quý vị nghe có nói tiền bao nhiêu đâu. Thấy chưa? Từ khi mà những đức dính vào tiền bạc để lo nhiều cho Tam Bảo là những đức giảng pháp có phương tiện tiền rồi đó. Chứ ngày xưa hoàn toàn thật chất, nhưng mà quý vị nghe cũng nặng căng lắm. Thờ mà những đức nói thật chất không quý vị nặng căng lắm.
Nhưng mà từ khi những đức mà nó dịch giả qua tiền bạc chút thì bị hơi nhẹ căng chút. Nên từ nơi đó đó, đã lo cái gì thì phải nghĩ đến cái đó thôi. Nhưng mà những đức đặc biệt có một cái là những đức buông được cái việc, buông rất là mau. Một ngày thì biết những đức gầy bao nhiêu người trong chùa chưa? Vậy đó mà những đức nằm xuống là những đức ngủ à? Cái việc này là cái việc đặc biệt nè. Còn quý vị bây giờ chỉ một đứa con bị lo nó thôi đã ngủ không được à. Nó có chân có cẳng đi chơi mà ở nhà cứ lo hoài nằm trằn trọc không ngủ. Đúng không? Thê thảm chưa? Nó đi chơi về nó cười hú hí, vừa bước vô chữ nó sùm. Nó nói một câu, tôi bước chân ra ngoài rồi tôi thấy vui thế kia mà tôi về nhà này đúng là địa ngục. Mẹ học Phật gì mà con thấy mẹ học Phật kỳ cục quá à. Con ra ngoài con chơi con thích nữa, nhưng không lẽ con muốn con không về nhà. Con về nhà là con gặp mặt mẹ là con thấy khó chịu ghê. Mẹ nói này nói kia, mẹ chửi con, mẹ la con. Mình học Phật vậy là thua rồi. Nó có chân có cẳng, nó đi, mình ở nhà mình ngủ con dắt nó đầy đủ năng lượng. Khi mà nó về cái mình còn có đầy đủ năng lượng mình nói cho nó nghe. Còn mình thức á, mình mỏi mắt, mình mệt quá, đầu óc quá, mình vừa nghe nó gõ cửa mình bước ra mình tức là nãy giờ mình ngủ chưa được, tức quá, tao nằm tao chờ mày. Cái bước ra nói đi đâu mà đi giờ này mới về, hồi sáng hồi chiều tới giờ tao thức tao ngủ tao chờ ngủ không được tới bây giờ. Nó nói lại một câu tức chết được. Ai mượn chờ? Người ta đi kệ người ta, tự nhiên cũng chờ nữa. Con lớn rồi, con đi, con biết lo cho con. Mẹ đừng có chờ con nữa. Mày nói gì, tôi quýnh mày bây giờ, mày nói gì? Nó coi bả kìa, bả vô duyên còn hơn cái gì nữa. Tự nhiên người ta kêu đừng có chờ, ngủ đi. Người ta đâu có kêu chờ đâu mà đi chờ. Xong cái tức lên, tức là cái tâm mình dành cho con nhiều quá. Mà tại sao con đối xử với mình, nói với mình vậy? Trong khi nó đâu có cần mình đối xử gì với nó đâu. Nó chỉ cần lúc còn nhỏ mà lúc ẩm lúc bế á, mình lo cho nó thôi. Còn cái lúc mà nó lớn rồi, nó muốn nó thông dong tự tại, nó nghĩ là con chim đủ lông đủ cánh rồi, nó tha hồ mà bay. Còn mình thì giờ con chim già rồi, ngủ đi ngủ đi. Thấy chưa? Nghe dễ hiểu không? Nhiều người dính quá trời luôn. Còn nhiều người đàn ông á, thì có con gái lớn lên, nó đi học mà chưa về cái đầu chạy xe đi kiếm, thấy không? Nên những đức khuyên mấy con chim mấy con cu ngủ đi, thấy không? Ngủ còn khỏe hơn, nó đầy đủ năng lượng rồi ngồi nói với con đàng hoàng. Còn cái kiểu mà ngủ không được, nó căng thẳng thần kinh về chữ nó không, ghét mình nó không có nghe đâu. Mình khi mình an lạc mình vui á, mình nói người ta một câu hai câu người ta nghe. Còn mình bực bội mình nói người ta không có nghe đâu. Mà người ta còn tránh xa mình. Đã là người ta tránh xa mình rồi thì sao có kết quả, hiểu không? Quý vị biết ở trong chùa, những đức qua chùa mới mấy cụ mừng. Khi những đức bước qua là mấy bà vỗ tay em sợ mừng đến mức gì. Những đức đi đến đại ông Lâm thì mấy cụ đại ông Lâm mừng. Những đức qua Bảo Tháp thì mấy cụ Bảo Tháp mừng. Những đức đi qua khu mấy cô mừng. Nghe những đức đi đến nơi nào thì người ta vui, người ta mừng. Nếu như mà những đức đi đến nơi nào mà ta gặp đắc ta luyện những đức thì lấy cái gì để giáo hóa người ta? Đức Phật khi còn tại thế, Đức Phật đi đến đâu là người ta mừng còn hơn cái gì. Vậy thì lời nói Đức Phật mới có trọng lượng. Còn nếu như Đức Phật đi đến đâu người ta cũng đuổi Đức Phật chứ, vì lấy gì giáo hóa người ta đây? Bản thân mình học Phật mà con cái mình nó không thích mình là mình học Phật thì sao kỳ vậy? Đúng là mình học Phật pháp là người ta thích mình đó, cho người ta được sự lợi ích, người ta thích mình nên mình mới giáo hóa người ta được. Nên mong người làm cha làm mẹ nên suy nghĩ, sanh con nuôi con không lớn chứ không có nuôi cái tâm cho con đâu. Đừng có nên làm cái chuyện mà làm cho mình đau khổ. Nó lớn rồi, nó muốn có cái hoàn cảnh thoải mái cho nó. Khi nó khổ te tu rồi nó mới hiểu cái gì cha mẹ nói cho nó nghe. Con người chưa khổ nói khổ không hiểu đó quý vị à. Như mình khổ rồi mình mới hiểu cái khổ, hiểu chưa? Nên mình cứ nói cái khổ hoài người ta không chịu nghe. Ta nói người ta đi đến vũ trường quán bar, ta nhảy nhót bồ bịch vui quá trời luôn mà về cái nói khổ hoài. Ăn mặn nghiến đau ngọt ngay ngon lành vậy đó mà cứ nói là ăn chay, mày ăn mặn đi đọa địa ngục,
gặp bà cái là tôi thấy phiền não. Người ta ăn đang ngon vậy nói người ta đọa địa ngục, vô duyên. Thấy chưa? Mình nói mà Phật pháp mà nó không đúng nơi đúng chỗ, nó thành tác dụng phụ, thấy chưa? Mình ăn chay được thì mình ăn đi, người ta chưa ăn chay được kệ người ta. Còn mình được cái quyền nói là nói ở cái nơi mà có người nghe như vậy đó thì đúng. Còn cái nơi mà người ta không nghe đừng có nói, họ muốn ăn cái gì nó họ ăn, sau này nó rớt răng rớt miệng kệ nó. Hiểu không? Đó thì mình vậy thì mình học Phật quá tự tại rồi. Có những duyên mà mình thấy đủ thì mình nói, còn có những duyên mà chưa đủ đừng có nói. Vậy thì mình quá tự tại rồi. Nên mỗi người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm bạn bè học Phật á, học làm sao mà mình tự tại nó mới hay. Bây giờ bạn bè những đức mà gặp lại những đức là họ đều ngưỡng mộ. Nó những đức đi học Phật, những đức có ngồi góc này góc kia đi xè tay xin tiền ai đâu. Nên bạn bè những đức nó ngưỡng mộ. Nếu như những đức mà làm gì ta nói những đức thê thảm. Ngày xưa những đức mới cạo đầu có người bạn nói tôi nhìn bạn quá thê thảm. Lúc mới cạo đầu xuất gia người ta bưng lại mấy cái giải sồ đồ lại người ta tặng cho người xuất gia mới cạo đầu á. Thì quay cái đĩa lên thằng bạn nó coi nó nói nhìn bạn thê thảm quá. Những đức nói sau này tự biết. Năm năm sau gặp lại nó nói bạn không thê thảm chút nào, tôi thê thảm. Người thấy chưa? Hơn mười mấy năm nay những đức học Phật, càng học những đức càng mập chứ không có ốm. Nó mập mọi mặt luôn. Có khi thật sự muốn lên nói chuyện với vị cũng nghiêm túc luôn, không muốn cười chút nào. Nhưng mà lạ thay sao cũng phải cười. Có khi những đức cũng không muốn nói chuyện mà cười quá đâu. Có những khi những đức coi lại thấy nói chuyện với vị cười nhiều quá. Có khi có nhiều bữa cũng không muốn cười chi. Mà chắc là pháp vị tràn đầy nên bắt buộc phải cười. Đúng không? Nên từ nơi đó mình học Phật á, mình không lờ chỗ này mình cũng lờ chỗ kia. Chứ học Phật mà nó lỗ mọi mặt vậy ai dạy gì đi học Phật. Bây giờ mấy cô học Phật, mấy cô căng coi mấy cô có lên ký nào không? Ví dụ như mình tu dở nhưng mình cũng lên được ký thịt, thì còn nói Phật pháp là ăn chay được lên ký, hoặc là coi được một chút thì cũng thấy học Phật là đẹp một chút. Còn này càng học thì càng teo ngắt, ốm o gầy mòn trước nhất kiểu đấy là ta không học Phật. Để biết vì sao mà những đức chưa bao giờ bệnh mà những đức cạo gió và giật gió không? Vì những đức không có muốn cái hình thức bệnh đau mà trước mặt người ta thấy gió mái tùm lum. Nhưng những đức khuyên quý vị bệnh đừng nên cạo gió, cơ thể sẽ tự quen à. Còn bệnh mà cạo gió là nó quen. Quý vị biết những đức bệnh bao nhiêu lần nặng thế ghê, những đức có cạo gió miếng nào đâu, ho hen gì có cạo gió đâu. Mà nó gì đâu, chết đâu, bình thường à. Nên những đức khuyên quý vị bệnh đừng có giật gió, đừng cạo gió, chứ đừng có giác gió chứ nha. Cứ để tự nhiên vậy đó, tự nó hết à, 100% luôn á, nó hết thiệt mà. Nó còn không hết thì chết, không có gì đâu mà. Cuộc đời đi đến thế gian này thật sự mà nói không sống thì chết thôi, còn không chết thì sống. Nói đúng rồi đúng không? Nó đúng đi ghê. Vô cùng tự tại vì thấy. Bây giờ ngồi đơn giản thôi vì thấy vô cùng vui vẻ và tự tại. Ai đau chân thẳng chân, bữa nay nó rộng rãi nè, thẳng thoải mái luôn, đúng không? Thì thấy nó rất là đặc biệt. Nên á, bây giờ những đức có một câu hỏi hỏi những đức. Bây giờ những đức chia sẻ Phật pháp đa phần là người ta nghe rất là đông, vì cái đó hội chúng. Vì coi chủ nhật á, đông quá trời đông, lễ thì quá đông. Vì coi thì vì thấy thì cái lực lượng mà người ta nghe những đức quá đông đó. Vậy giờ những đức hỏi những đức một ngày nào người ta không nghe những đức nữa, vậy những đức có cảm giác rằng mình lên mình giảng không? 100% với vị những đức giảng còn hay nữa. Tại vì sao? Vì khi nó tích lọc hoàn toàn con người lại thì những đức sẽ đi cô động sâu vào pháp luôn. Còn khi con người quá đông là những đức phải dùng đa dạng phương tiện trong Phật pháp. Hiểu chưa? Còn có những người, người ta có một quan niệm gì
người ta hỏi nhân đức. Là khi bây giờ người ta nghe thầy quá đông mà sau này lỡ ít người nghe, thầy có nghĩ giảng để duy trì cái tiếng đó không? Nhân đức nó hồng. Đối với thế gian này, thịnh suy là chuyện bình thường thôi, không cần phải duy trì cái gì chứ. Lúc thịnh thì nỗ lực mà làm, lúc suy cũng nỗ lực mà làm. Đừng có quan niệm cái chuyện khi suy rồi lại bỏ cuộc, bỏ cuộc để giữ cái tiếng lúc đông người. Đừng có vậy, đó là cái ngã, không có thành tựu đâu, chắc chắn luôn. Thí dụ như bây giờ những đức tổ chức với Quan Âm rất là đông, người ta về người ta lại. Sau này những đức tổ chức lại với Quan Âm á, được có vài chục người về lại thì cứ tổ chức thôi. Ví dụ như 5.000 người về lại thì phải lo cho 5.000 người. Còn 50 người về lại thì lo cho 50 người, quý vị tính đi. Lo cho 50 người nó cũng viên mãn, lo cho 5.000 người cũng viên mãn. Mà quý vị lo cho 50 người khỏe hay là lo cho 5.000 người khỏe? Suy nghĩ đi. Quý vị đâu có cấm người ta không về, tại người ta không về. Người ta không về mà có 50 người về thì viên mãn. Nếu như quý vị cấm 5.000 người về thì nó không viên mãn. Nhưng mà quý vị không có cấm mà do người ta không về nữa, thì 50 người về thì mình phục vụ 50 người thì vô cùng viên mãn với 5.000 người. Nguyên lý này mà hiểu được là bỏ cái ngã liền. Nên câu này những đứa đã nói trước thời gian rồi đó quý vị. Đừng nên bị cái bệnh đó nghe. Những người giảng pháp có tiếng tâm đừng có bị cái bệnh đó nghe. Bị cái bệnh mà khi người ta ít nghe mình mà muốn giữ tiếng mà không chịu lên chương trình là dại quá, thất bại đó. Phải duy trì mình như vậy mới hay. Từ khi mình hết nổi, mình bệnh đau hết nổi thì thôi, thôi nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 2022. Chúng ta ngày nay tổ chức ngày Phật thành đạo. Quý Phật tử cũng về đây cũng rất là đông. Chúng ta vừa niệm Phật, nghe chia sẻ Phật pháp. Và giờ này cũng đi thực ở phóng sanh. Chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão hòa thượng viện chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi khi xem qua chương trình này, chúng ta đều được hồi hướng công đức, đều phát bồ đề tâm niệm Phật cả đời, tính nguyện kiên cố. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc, và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trọng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngã quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này, đều buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ và nương một bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Như đặng Phật tự chúng ma ngà kim tây nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật từ không. Nguyện dị tự công đức võ cập nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngộ thành chung ma ngà kim tây nhờ cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ thành công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cổ hồn chung ngã kim tí nhự cung, nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lắm ta bà ha, an một lục lắm ta bà ha, bà ha. An ngã ngã nắm tam bà phá việt nhật ra hồng, an ngã ngã nắm tam bà
việt nhật gia hồng. Bà ba việt nhật a ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, ai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Ở chùa chúng ta lúc nào tổ chức lễ hay chủ nhật gì luôn luôn có chương trình cúng thực phóng sanh. Cái công đức phóng sanh rất là lớn. Tất cả chúng ta sanh đến cuộc đời này mà có những người rất là khỏe, tuổi thọ rất là dài, là nhờ chúng ta ăn chay phóng sanh, không có giết chúng sanh. Còn những người sinh đến cái cuộc đời này có khi còn rất là nhỏ, bệnh hoạn, đau đớn, ốm o, nuôi không lớn, lùng xỉn, là biết nghiệp sát sanh. Sát sanh nên chịu cái quả báo bệnh hoạn, chết yểu. Nên cái công đức phóng sanh là cái công đức mà hóa giải nghiệp chướng. Thêm cái nữa là giúp cho chúng ta có được một cái sự bình an, là tu hạnh vô ý thí. Giống như mình không đem sự bất an cho muôn loài thì bản thân mình sẽ hưởng được cái bình an. Mình làm cho người ta bất an thì mình sẽ bất an, chắc chắn là như vậy. Nên mỗi một người chúng ta học đạo, chúng ta phát tâm ăn chay trường, không sát sanh hại vật. Đó là hạnh từ bi của chư Phật Bồ Tát. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Thả những chúng sanh mà còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và tất cả những chú chim này được nghe pháp môn tịnh độ, nên nương vào pháp môn tịnh độ niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi thả ra nên ở xung quanh ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân và hướng thị về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Có một cháu nhỏ nhỏ chú sinh, bé nó 10 tuổi mà nó bị bệnh thận. Thì hổm xin mẹ 5 triệu phóng sanh cho con được thả chim. Bé chỉ có 10 tuổi thôi mà bị thận nặng lắm, sưng người lên tội nghiệp. Mà không có sợ chết gì hết, nó là muốn niệm Phật giảng sanh thôi. Nên quý vị thấy có những người ta nhỏ thôi, người ta đã bị bệnh vậy không. Nhưng mà ở trong ngôi Tam Bảo, hai chị em sanh đôi. Đứa thì vô đây nó khỏe, đứa thì nó bệnh, nó bị sưng người. Mà tội nghiệp lắm. Hỏi con có sợ chết không? Con muốn giảng sanh cực lạc thôi.
nên tâm trạng cháu rất là thoải mái trong phòng hộ niệm, nên từ nó đó cho cháu phóng sanh, cho cháu thả chim nha. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời đại chúng xuống chai đường dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nha. A Di Đà Phật.